Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới những tin tức nóng nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các clip được đăng tải trên kênh. Rất mong được nhận sự ủng hộ của quý vị cũng như là góp ý của quý vị và các bạn. Và sau đây là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu bất thường ở người được chữa khỏi COVID. Bình Thuận, dịch COVID-19 lan rộng, người dân không được ra vào vùng đỏ. Khai báo đầy đủ trên app PC COVID vẫn không thể vào Đồng Tháp. Quảng Bình ghi nhận chùm lây nhiễm COVID-19 với 23 ca cộng đồng. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu bất thường ở người được chữa khỏi COVID. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y khoa Hoa Kỳ cho biết đại dịch COVID-19 đã gây ra một mối lo ngại lớn đối với những bệnh nhân đã được điều trị khỏi về việc mất hoàn toàn khứu giác. Theo đó, có khoảng từ 700.000 đến 1,6 triệu người Hoa Kỳ mất hoàn toàn khứu giác hoặc có sự rối loạn về khứu giác trong khoảng thời gian hơn 6 tháng. Số người gặp tình trạng này có thể nhiều hơn thế. Các nhà khoa học tại Đại học Y Washington cho biết như vậy. Nghiên cứu nhấn mạnh, khứu giác là bộ phận cuối cùng hồi phục sau khi con người bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người lại không thể lấy lại được giác quan này. Các nhà khoa học cho rằng đây là điều đáng lo ngại bởi lẽ nếu không tính nguyên nhân từ COVID-19 thì chỉ có 13,3 triệu người từ 40 tuổi trở lên mắc các bệnh về rối loạn khứu giác mãn tính. Các số liệu nghiên cứu cho thấy rối loạn chức năng khứu giác mãn tính là mối quan tâm rất lớn của cộng đồng. Do đó, việc nghiên cứu xử lý tình trạng này là vô cùng cấp thiết. Đừng coi nhẹ di chứng mất khứu giác sau khi nhiễm COVID-19. Theo John Hayes, giám đốc trung tâm giác quan của Đại học Khoa học Nông nghiệp bang Pennsylvania, nói di chứng này là một gánh nặng bệnh tật lâu dài, nghĩa là chúng ta sẽ phải đối phó với nó trong nhiều thập kỷ tới và sẽ có hàng triệu người gặp phải tình trạng này. Ông cũng nói thêm, mặc dù việc mất khứu giác trong thời gian dài nghe có vẻ không nghiêm trọng như những di chứng khác của COVID-19, ví dụ như mệt mỏi kéo dài hoặc các vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề rất nguy hiểm. Theo một nghiên cứu năm 2014 cho thấy, những người mất khứu giác có nguy cơ cao ăn phải thức ăn ôi thiêu hơn những người có khứu giác bình thường. Trong nhiều nghiên cứu khác trước đó, mất khứu giác cũng có liên quan tới chứng trầm cảm. Sau khi nhiễm COVID-19, bệnh nhân thường gặp 3 vấn đề về khứu giác. Một số người bị giảm độ nhạy bén của khứu giác, một số người lại mất hoàn toàn hoặc có những rối loạn về giác quan này. Ví dụ, thay vì ngửi thấy mùi thơm của hoa, họ lại ngửi thấy mùi hôi chân. Ông Hayes gọi đây là hội chứng tay chân ảo về khứu giác, nghĩa là việc hay ngửi thấy những mùi không có thật như mùi hóa chất dai dẳng hoặc mùi khét. Vị giám đốc này cho hay, khi bị mất khứu giác, không chỉ việc ăn uống mà các mối quan hệ xã hội của con người cũng bị ảnh hưởng. Họ không thể phát hiện ra mình có mùi cơ thể hay không và cũng không thể biết được món ăn đó liệu còn ăn được nữa không. Tiến sĩ Sandeep Robert Datta, một nhà sinh học thần kinh tại trường đại học E. Harvard, người đang nghiên cứu lý do tại sao những người bị COVID-19 mất khứu giác cho biết đây là một hướng nghiên cứu quan trọng. Tiến sĩ cho hay, chúng tôi chưa thể ước tính chính xác được số người phải đối mặt với di chứng này. Đây là một rối loạn bất thường và là hậu quả chưa từng có của bất kỳ đại dịch nào từ trước đến nay. Theo ông, trừ khi ai đó bị gãy mũi trong một tai nạn hoặc gặp một chấn thương ở phần đầu, nếu không, những người trẻ tuổi bị mất khứu giác là điều bất thường, đặc biệt là do virus. Khi già đi, một số người sẽ bị mất khứu giác. Một nghiên cứu cho thấy 60-70% người từ 80 tuổi trở lên bị rối loạn chức năng khứu giác ở một mức độ nào đó. Nhưng sự rối loạn này thường diễn biến rất chậm, còn sự rối loạn cấp tính là điều không bình thường. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra lý do tại sao những người bị COVID-19 lại bị mất khứu giác. Nhưng theo tiến sĩ Data, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng có sự gián đoạn về chức năng của các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm phát hiện các mùi và có thể chúng đang bị tấn công trực tiếp bởi virus. Vấn đề này cần được nghiên cứu chuyên sâu hơn và các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục đi tìm câu trả lời. Việc tìm được cơ chế COVID-19 tác động tới khứu giác có thể giúp người bệnh lấy lại được giác quan này. Nếu không, họ có thể vĩnh viễn mất đi nó. Nhiều bệnh viện cũng áp dụng một vài phương pháp trị liệu để phục hồi khứu giác như cho người bệnh tiếp xúc thường xuyên với một mùi nhất định nào đó để họ có thể cảm được mùi. Phương pháp này có hiệu quả với nhiều người, nhưng không phải là với tất cả mọi người. Ông Hayes cho biết, có một bệnh nhân đã gọi cho tôi vài ngày trước để hỏi ông ấy nên làm gì với tình trạng này. Và thành thật mà nói, tôi chưa thể có bất kỳ lời khuyên nào hợp lý cho ông ấy.
Khai báo đầy đủ trên app PC COVID vẫn không thể vào Đồng Tháp. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, người dân vào địa bàn tỉnh Đồng Tháp phản ánh với phóng viên gặp nhiều trở ngại tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh này. Cụ thể, nhiều người dân ngụ tại tỉnh Vĩnh Long khi đi lại tại tuyến quốc lộ 54 để qua Đồng Tháp thì bị chặn lại tại chốt kiểm soát dịch ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Tại chốt, người dân bị từ chối quét mã khai báo y tế trên sổ sức khỏe điện tử và cả ứng dụng PC COVID. Thay vào đó, cán bộ trực chốt đề nghị người dân phải tải, cài lại ứng dụng VNEID và khai báo y tế lịch trình di chuyển ngay tại chỗ rồi mới giải quyết các bước tiếp theo để được qua chốt. Một người ngụ tại xã Bình Minh, Vĩnh Long kể lại, tôi đưa hai app sức khỏe điện tử và PC COVID vào máy quét thì bị cán bộ từ chối. Khi tải và cài app VNEID thì ứng dụng này không thể hiện bất cứ thông tin gì về tiêm chủng, buộc tôi phải khai báo lại từ đầu và buộc phải xuất trình thêm giấy tiêm ngừa COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, do ít người biết đến ứng dụng VNEID nên khi đến chốt có rất nhiều người đi đường lúng túng, phải đứng lại tải và cài app, gây ra tình trạng tập trung đông người tại chốt, thậm chí có người dân sau khi khai báo. Trình giấy tiêm chủng xong nhưng cán bộ chốt cũng đề nghị phải có giấy test âm tính COVID-19. Trao đổi với phóng viên về những phản ánh đó trên, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng các phần mềm ứng dụng còn nhiều lỗi, các tỉnh sử dụng phần mềm khác nhau, lỗi này do phần cập nhật dữ liệu, thông tin từ nguồn không chính xác, đầy đủ nên không thể sử dụng phần mềm thích ứng ở Đồng Tháp thì dữ liệu không khớp. Đặc biệt là vấn đề tiêm vaccine hiện nay, các tỉnh đều chưa cập nhật dữ liệu kịp. Dữ liệu tiêm vaccine, một số trường hợp không có sẵn trong nguồn, nên upload lên bị trở ngại. Vì vậy, chúng tôi đề nghị lực lượng nên xem thêm giấy tiêm vaccine. Dù ứng dụng PC COVID được Bộ Y tế khuyên dùng, nhưng hiện nay một số người vẫn chưa được cập nhật dữ liệu vaccine đồng bộ. Vì vậy, người dân vào Đồng Tháp sử dụng phần mềm nào cũng được, chứ không nhất định phải sử dụng một phần mềm cố định của Đồng Tháp. Ông Bửu giải thích app nào cũng sẽ được sử dụng hết nếu cung cấp đầy đủ dữ liệu, còn thiếu thông tin thì bổ sung thôi, chứ không nhất thiết phải sử dụng một app. Quảng Bình ghi nhận chùm lây nhiễm COVID-19 với 23 ca cộng đồng. Thưa quý vị, hôm nay, bác sĩ Uông Đình Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, qua khám sàng lọc, trên địa bàn huyện này đã ghi nhận chùm lây nhiễm với 23 ca mắc COVID-19. Cụ thể, tối ngày 20 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch và Trạm Y tế xã Quảng Phương qua khám sàng lọc tại điểm trường mầm non Tô Xá thuộc trường mầm non xã Quảng Phương đã phát hiện chị T, ngụ thôn Hướng Phương, giáo viên điểm trường mầm non Tô Xá và cháu H, học sinh mầm non dương tính với SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 21 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đã ghi nhận thêm 9 ca COVID-19 tại xã Quảng Phương, trong đó có thêm nữ giáo viên, một phụ huynh và 3 cháu nhỏ liên quan đến điểm trường mầm non Tô Xá, có 5 người khác ở xóm 2 thôn Đông Dương. Liên quan đến chùm ca bệnh, lớp tập huấn tại khách sạn Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới trên địa bàn xã Quảng Phương cũng đã phát hiện 10 ca mắc COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã có 21 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, tại địa bàn xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cũng phát hiện 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chùm bệnh ở lớp tập huấn tại khách sạn Hoa Hồng. Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch đang chỉ đạo các trạm y tế xã tiếp tục khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến 23 ca dương tính này. Tính đến sáng nay, trên địa bàn huyện này có khoảng 100 F1 liên quan đến các ca dương tính nói trên. Theo số liệu từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình công bố, trong 24 giờ qua, địa phương này ghi nhận thêm 40 ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm COVID-19 từ trước đến nay ở Quảng Bình là 2.373 ca, trong đó có 2.078 bệnh nhân đã được chữa khỏi xuất viện, 289 ca đang điều trị và có 6 ca tử vong. Bình Thuận, dịch COVID-19 lan rộng, người dân không được ra vào vùng đỏ. Thưa quý vị, theo công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong ký tại vùng đỏ, người dân ở tất cả các vùng không được ra vào, trừ trường hợp đặc biệt, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết và phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.
Người dân không đi ra đường từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ những trường hợp đặc biệt, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Đối với nhà hàng, quán ăn, quán nước, chỉ được bán trực tuyến, giao hàng tận nhà. Các địa phương tổ chức lại chợ truyền thống, chợ dã chiến, siêu thị và khu mua sắm, hạn chế số người vào chợ, siêu thị và khu mua sắm cùng một lúc, chỉ cho người trong phường, xã, thị trấn được đi chợ, siêu thị và khu mua sắm trên địa bàn. Các cơ quan, công sở, đơn vị, tùy theo quy mô, tính chất công việc, thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định giảm số lượng người làm việc trực tiếp, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà. Đối với người từ vùng cam, không được đi đến vùng đỏ, khu vực cách ly y tế, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định. Người từ vùng cam đi đến các vùng khác phải có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có người đến về từ vùng cam chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện an toàn phòng chống dịch. Đối với các nhà hàng, quán ăn, quán nước chỉ được bán mang về, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người bán và người mua. Người bán phải tiêm đủ liều vaccine và phải mang kính chống giọt bắn, kiên quyết dừng hoạt động đối với những cơ sở không chấp hành để tập trung đông người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở đánh giá dịch tễ, vị trí địa lý và phong tục tập quán của người dân tại vùng đỏ, vùng cam để tổ chức lại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 một cách khoa học chặt chẽ, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Dựa trên số ca nhiễm mới và tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương để tổ chức thực hiện khoanh vùng cách ly trong phạm vi hẹp nhất, chặt chẽ nhất. Bình Thuận hiện có 4 huyện, thành phố là vùng đỏ, gồm Phan Thiết, Tuy Phong, Bắc Bình và huyện đảo Phú Quý, 3 huyện, thị, vùng cam gồm La Di, Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh. Đến sáng ngày 21 tháng 11, tỉnh Bình Thuận đã có 11.767 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.139 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế và đã có 95 ca tử vong, 11 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Xôn xao chuyện chỉ đạo xét nghiệm 3 ngày một lần ở Lâm Đồng. Thưa quý vị, chỉ đạo xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày một lần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang gây xôn xao dư luận. Mặt khác, chỉ những người có chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực mới được vào tỉnh này. Sáng nay, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 97 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhiều ca bệnh phát hiện trong cộng đồng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân chủ yếu khiến dịch bệnh gia tăng, lan rộng trong thời gian gần đây là do người dân từ các tỉnh thành phố vùng dịch đến Lâm Đồng làm phát tán mầm bệnh. Trước tình hình đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các cán bộ phục vụ chốt kiểm dịch y tế chỉ cho những người có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực vào Lâm Đồng. Khi về tới địa bàn cư trú, phải chủ động khai báo với chính quyền, y tế địa phương để được hướng dẫn, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra văn bản số 8403, trong đó chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày một lần. Yêu cầu các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác phải tiêm đủ số mũi vaccine và xét nghiệm âm tính trước thời hạn quy định. Trao đổi với báo chí, nhiều người cho rằng việc xét nghiệm đối với người dân đi lại giữa các địa phương sẽ tiếp tục gây trở ngại, đặc biệt là những người lao động vùng giáp danh Lâm Đồng với các tỉnh. Mặt khác, khi người dân đến liên hệ công tác tại các cơ quan, đơn vị cũng phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính sẽ gây ra nhiều khó khăn, tốn kém. Việc chỉ đạo xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày một lần đang gây xôn xao dư luận tại địa phương. Anh PHV công tác tại cơ quan ở thành phố Đà Lạt bức xúc. Một người xét nghiệm 8 lần trên tháng mất trên dưới 1 triệu đồng, trong khi thu nhập có người chỉ 4 triệu thì làm sao đủ sống. Còn nếu cơ quan chi trả chi phí xét nghiệm thì mất không dưới 150 triệu trên tháng, quá nặng cho ngân sách của đơn vị. Một công chức khác tâm tư, hiện chỉ có những người đến từ vùng dịch mới xét nghiệm 3 ngày một lần trong khoảng thời gian nhất định. Đối với các F1 cũng chỉ lấy mẫu xét nghiệm 7 ngày trên lần. Nay Lâm Đồng đã là vùng vàng mà chỉ đạo xét nghiệm 3 ngày trên lần sẽ gây tốn kém không cần thiết, nhất là khi các cán bộ, công chức, viên chức hầu hết đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Ngoài kiểu này, không phát bệnh vì COVID-19 thì cũng có nguy cơ mắc bệnh vì nhiễm trùng. Một người công tác trong ngành y tế quả quyết. Theo quyết định 4800 của Bộ Y tế, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128, việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân.
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với người dân đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Những người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm trong các tình huống như khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế, người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa.